thời gian gần đây, dịch vụ đặt mua đồ ăn qua app điện thoại càng trở nên phổ biến vì sự tiện ích. Đặc biệt những ngày mưa gió, hoặc tối muộn, chỉ cần vài cú lích chuột là shipper sẽ mua đồ ăn mà khách đặt rồi giao đến tận nhà. Tiện lợi là thế nhưng cũng không ít thượng đế lại sẵn sàng bơm hàng, đặt hàng rồi trốn không nhận khiến nhiều tài xế khốn đốn. Tuy nhiên, gian nan chẳng dừng lại ở phía các shipper và với nhiều khách hàng chẳng phải lúc nào đặt đồ ăn cũng dễ dàng. Như mới đây, vị thượng đế đen đuổi lại chật vật đặt mãi chẳng được hộp cơm đêm. Tưởng shipper chẳng không muốn giao hàng thế nhưng khi nhận được tin nhắn với lý do đằng sau thì lại chẳng thể bứt tức, khó chịu. Theo đó, khoảng hơn 22 giờ đêm muốn đặt hôm cơm để ăn chống đói, cô gái đã nhanh tay lên app giao hàng để nhờ shipper giao. Tuy nhiên, sau khi nổ đơn và có shipper nhận thì chẳng có hộp cơm nào đến tay mà chỉ nhận lại dòng tin nhắn ngắn gọn, không đi đâu, vợ đang đẻ. Em quên chưa tắt app. Biết lý do đằng sau, chắc hẳn bất kỳ khách hàng nào cũng vui vẻ đồng ý và thông cảm cho vị tài xế này. Có thể vì hồi hộp cùng bối rối khi vợ vào viện sinh con nên vị tài xế này chưa kịp tắt app, tạm dừng công việc của mình. Ngay sau khi câu chuyện trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và khiến nhiều người không khỏi dở khóc dở cười. Lý do không thể thuyết phục hơn. Nghe xong chẳng thể trách cứ gì nữa, chắc chỉ âm thầm hủy rồi đặt đơn khác thôi. Nhưng anh shipper này cũng đáng yêu đó chứ, chắc rối quá nên quên tắt app thôi, bạn giờ. Lơ bình luận. Và có lẽ đây cũng không phải là anh tài xế vui tính đầu tiên mà mọi người gặp. Bên dưới phần bình luận không ít dân mạng cũng tranh thủ chia sẻ những câu chuyện vui mà mình từng biết trong quá trình đặt xe, xếp đồ ăn. Hay như vị tài xế này cũng nhắn nhờ khác đặt xe khác giúp gì không mày vừa bị công an giữ xe. Mình có đợt bút xe ôm công nghệ. Thấy anh ấy đi qua địa điểm mình và di chuyển xuống chỗ khác. Mình gọi alo em chào anh đang đâu thế à? Anh đến đón em chứ? Thì nghe anh tài xế nói, em ơi xe anh bị thủng lốp em chờ anh 30 phút nữa anh giá xong anh qua đón em được không? Nghe xong chẳng biết nói sao nữa lại quay vào nhà ngồi chờ vì công việc không vội mà cũng mất công người ta di chuyển đến đây, một bạn khác chia sẻ.